Hello, xin chào quý khán giả, xin chào các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên cho mang tin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe vào trong buổi chiều hôm nay nha, là ngày 9 tháng 9 năm 2021. Thì hiện tại là 3 giờ rưỡi nha cả nhà. Thì mặc chiếc áo này lên, không phải là đi gáp oxy nữa nha cả nhà. Bây giờ mình đã giao bình oxy cho những cái bệnh nhân mà đang khó thở ở nhà xong rồi. Giờ người ta đã sử dụng cái bình oxy xong rồi, hiện tại các anh em sẽ đi thu bình về và sẽ đi nạp oxy lại và chuẩn bị cho vài ngày tiếp theo để tiếp tục tiếp oxy cho những cái người bị F0 mà đang điều trị ở nhà có triệu chứng khó thở nghe cả nhà. Thì hôm nay đi với anh Tim thì có chị Ngọc đi theo, thì chị Ngọc sẽ theo hỗ trợ với anh Tim. Thì giờ anh Tim sẽ cầm cái sớt. Đây gọi là cái sớt. Hay mọi người ha. Đây một danh sách của một quận, thì mang team sẽ đi quận 4. Thì đây có rất là nhiều điểm. Nó từ khoảng 450 điểm, 450 địa chỉ á cả nhà. Thì giờ mang team sẽ đi từng điểm và liên lạc từng người để thu cái bình oxy này về. Kính mong quý vị khán giả và các mạnh thường quân cùng đồng hành với mang team trong chiều ngày hôm nay nha. Đi thu bình về thôi cả nhà, đã đi giao rồi thì giờ bữa nay sẽ đi thu lại rồi, đi thôi nghe cả nhà. Rồi giờ đã tới quận 4 nghe cả nhà ơi. Giờ thì mình sẽ liên hệ với người nhà, coi người nhà có ở nhà hay không, rồi mình sẽ tới mình lấy. Giờ mình sẽ đi đường Đoàn Văn Bơ trước. Dạ alo, anh ơi cho em hỏi, anh ở số nhà 730/4/4 Đoàn Văn Bơ, phở phường 4 quận 6 quận 4 không à? Dạ. Dạ đặt rồi, anh có mượn hội thiện nguyện BDS một bình oxy phải không à? Dạ đúng rồi, em có gọi tình đó mình hỏi để em trả lời tiền cho mẹ hôm nay hồi đó về. Dạ. Rồi chừng 15 phút nữa em sẽ tới nhà mình là thu ở cái bình oxy và sử dụng cho cái người bệnh nhân khác. Nên anh đem ra ngoài hẻm giùm em được không ạ? Rồi rồi em. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ rồi rồi rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi cảm ơn anh ạ. Rồi được hai chủ nghe cả nhà. Hồi nãy cũng một số điện thoại nhưng mà điện ba số thì có một số thuê bao luôn rồi. Hồi mình có cái địa chỉ là mình sẽ đi thẳng vô cái địa chỉ nhà luôn, coi ngược coi có ở nhà không nha các nhà. Đoàn Văn Bơ phường 9 sẽ điện thêm một cái số nữa rồi mình sẽ đi luôn nha các nhà. Thì mọi người cũng thấy rồi đó, đi thu bình oxy thì mọi người phải điện trước, mình phải điện trước coi hả có ở nhà hay không, rồi mình phải đi đến rồi hả hỏi người ta xe có vô được hay không, rồi có đem ra được cho mình hay không, hay là mình tự vô mình lấy như thế nào. Nói chung là cũng khá là vất vả nha cả nhà. Ba năm nó điện thêm một số thôi mình đi nghe cả nhà. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé. Rồi nhớ nhìn sức khỏe nha. Rồi, ok. Cái này nữa
ở nhà mình bỏ giùm em nha. Bỏ à? Rồi ok, anh chị lấy tay cho mình. Cảm ơn. Rồi cảm ơn nha. Xe vô không được nên điện người nhà coi đem ra thử được hay không. Mọi người ra đang mưa nữa nè. Cái hẻm thì xe của thương mình vô không có được. Em tới cổng chùa nè mà như là xe. Dạ anh ơi, giờ xe của thương của em quẹo vô hẻm này không được nha anh. Dạ em đi xe cứu thương. Anh thông cảm anh đem ra giùm em được không? Sao anh? Anh bị bệnh. Em cái chỗ đó anh đi lại chút là tới anh rồi. Đúng rồi, em vô đúng rồi đó. Rồi vậy là cái hẻm này là mình lộ bộ vô là tới gặp anh phải không? Ừ, em đi bộ vô anh chút đi gặp anh cái đi. Rồi. Ok, anh đang mệt hả? Anh đang mệt hả? À rồi để em quậy vô cho. Rồi. Ê, người nhà thì nó đang mệt, trời thì đang mưa, mình muốn lấy cái bình thì giờ mình phải lộ bộ vô thôi cả nhà. Giờ xuống xe lộ bộ vô. Bình đen của con nè. Cái này rồi. Rồi cái bình kia. Cái này có y tế phường của quê công chú. Y tế phường, à. Chỉ cô tụi con chỉ cho con mượn cái bình thôi, ông có bao không? Ừ. Rồi ok, tôi cho con xin cho. Chú gửi điện thoại đây rồi xuống. Không, tụi con với chú gửi lại chú mua lại ăn lẩu chú ăn đi. Mệt quá đó Bill. Dạ dạ, rồi thôi. Chú gửi lại con đó. Rồi. Giúp chú ngay. Dạ dạ rồi. Để chú. Y tế phường nó xuống nó test chú rồi. Test là sao rồi chú? Âm tính hả? Thế là cũng đã xong. Thì tin nói chung lội bộ vô đi xa nhưng mà nghe một cái tin cũng rất là vui. Thì chú test lại là âm tính nghe luôn rồi. Giờ bình oxy mình thu về và đi giúp cho người khác. Giờ mình sẽ đi thẳng về chỗ tìm nhà luôn mọi người. Mình vô tới cái nhà cho con. Nhà của ông này ở trong hẻm này. Điện thì đã thuê bao luôn nè, điện thoại thì thuê bao, không còn liên lạc được. Thì vô cái hẻm đây. Thì, vô đúng cái địa chỉ luôn nha cả nhà. Thì nhưng mà cửa thì đã đóng, thì chắc là người bệnh đã đi cách ly rồi. Thì giờ người ta đi cách ly rồi mình cũng phải chịu thôi chứ sao giờ. Thì cái này trường hợp ngoại lệ nên mình đánh dấu ở đây đi. Rồi nữa sau này nếu người nhà có thấy muốn trả bệnh á thì sẽ liên hệ lại với bên hội thiện nguyện BD. Rồi mình sẽ đi qua một cái địa chỉ nữa. Cũng điện là thuê bao luôn. Rồi qua đó coi tình hình nhà có đi cách ly hay như thế nào đó.
thì mình sẽ tính tiếp nha cả nhà. Thôi đi công việc. Hẻm thì vô quá trời. Bên đây thì nói chung là hẻm nó sang kẻ hẻm quá trời luôn nha cả nhà. Thì nó xe cứu thương của mình đi vô thì không được. Nên phải muốn cái gì mình phải lộ bộ vô như vậy. Bộ lần mấy anh em cũng phải giác từ ngoài đó vô. Bây giờ thì mấy anh em tôi đi khu vực thì cũng từ giác từ nhà ra tới ngoài xem. Đó, thì quá trình đi đi giao và đi nhận về thì mọi người cũng đã thấy như vậy. Rồi đi qua điểm tiếp theo cả nhà. Rồi giờ hai anh em và chị Ngọc cũng đã vô được tới 55 rồi. Còn sẹt 22 cái nữa nha cả nhà. 3 cái sẹt. Đồ đường vô sẹt. Rồi sẹt một cái, hai một cái. Đi tới với mày luôn. Tay hình như là nằm lên đây. Rồi vô tới nhà. Rồi nhà này. Nhà này là mình đi giao luôn. Dạ cô ơi. À dạ chị ơi, hồi nào hồi lúc trước á mình có mượn cái bình oxy của hội thiện nguyện BDS á. Ủa sao em hồi nãy em điện thôi cũng không được nữa. Người ta còn cần hơn. Dạ. Mà gọi điện không có được. Vậy là chắc số hỏi này chắc không gọi 3 4 số đâu, xong kêu là cái gì ngân ngày bao nhiêu rồi với gì là bé nó có đọc cái này. À. Ủa không phải số điện thoại mình là 0933 23 237 619 không? À vậy là cái này là chắc do lỗi các bạn ở số thoại không điện được. Dạ. Rồi cái này cái chú một cái này nè. Là hôm bữa chú đi đưa đi nhà thương. Dạ. Xong cái đi đem cả cái này ra tới mày họ năm xong cái người ta tháo cái dây ta ráp cho tí mình. Dạ rồi cái dây không sao đâu. Rồi con hỏi thăm là chú khỏe chưa? Chú khỏe đang thăm là chưa. Chú nằm nhà thương nhân như là khỏe rồi phải không? Chú khỏe rồi, hôm bữa là mang cái này cấp chạy. Sau cái con gọi sao được bệnh viện xe cứu thương để chở. Bên mình là mấy bình? Hai bình. Hai bình luôn hả? Không phải hai bình một chỗ không? Hai bình một chỗ. Rồi, vậy cảm ơn cả nhà luôn. Bữa em mà có gọi đến mà không liên lạc được mà gửi để cho. Rồi, vậy là chắc như mấy bạn ghi số điện thoại hay là loạn số nên em điện cũng không được. Vậy là chú có ổn chị? Chú ổn rồi, giờ đang nằm điều trị ở bệnh viện Hoàng Văn Thạch. Dạ, cho con gửi cái này là... cái này là sử dụng con. Có gì hả? Dạ. Rồi vậy là người nhà mình nó ổn hết chưa? Chú ổn rồi, cả nhà mình ổn chưa? Dạ, ổn thế thì có mỗi chú phí gì thôi, còn hai em thì không sao. Dạ. Chữ gì không thì uống thuốc 10 ngày. Xong thì thấy khỏe thì uống thuốc nữa. Dạ rồi mình có đi test lại chưa con? Chưa thì hôm bữa trăm giây thì trả cho test lại. Chờ test rồi. Đây là cũng được mười mấy ngày rồi. Dạ. Rồi thôi cố gắng lên nha con. Dạ. Cảm ơn. Rồi con chúc gia đình mình mau khỏe nha. Rồi cảm ơn hai em nhiều nhé. Dạ dạ. Rồi gọi điện không được đi nạp tính là gửi cho nhớ rất nhiều người ta còn cần nữa. Và dạ. Em gọi ngoài mà không được. Dạ. Tại bữa bên con ngưng 5 ngày để đi phát quà cho bà con á. À mới chắc dậy. Dạ. Gọi mấy ngày thì chỉ là chứ con gọi xong dỡ ra nhiều ta cần người ta nhiều người ta cần cái này lắm như nhà mình nhiều lúc cần tới thì có anh em mang tới thì lúc đỡ ba mẹ không có ba mẹ chết rồi. Dạ. Thì cái kêu gọi ngoài mà không ai bắt máy. Xong á gọi ở trên cái gì nó kêu là ngưng ngày bao nhiêu. Vì hoạt động lại thì rồi thôi, chúc gia đình mình cảm ơn anh em và chị Tiến ha. Rồi dạ, rồi thôi con về coi. Dạ dạ. Trời còn bất công đồ đầy. Nếu mà gọi điện được thì chở ra ngoài kêu người kia cái xe này chở ra ngoài đầu đường cho.
Dạ thì con đi không có được. Tại hồi nãy cho số điện thoại con điện không được. Nhưng mà con nhớ là rồi con vô con gấp. Con gấp rồi con vô đây. Cảm ơn anh em nhiều. Dạ 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 rồi rồi. Thôi con về con. Dạ. Rồi cảm ơn anh em nhiều. Giờ mình sẽ liên hệ tiếp chỗ lấy nghe cả nhà. Đây là đường Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4. Dạ alo, chị ơi cho em hỏi phải số nhà 280/14 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4 không ạ? Dạ chị ơi, em bên họ thì Nguyễn BTS đó chị. À đặc rồi, bên mình có mượn bên họ là một cái bình oxy không ạ? À bên mình trả rồi hả chị? Ờ trả hồi nào vậy chị? À, là dạ, là người nhà mình đã mất rồi hả chị? Đúng rồi, mất như đây được rồi, gần 2 tuần. Dạ dạ, rồi thôi em cũng xin chia buồn cùng gia đình, mong gia đình sớm vượt qua nỗi khổ nha, rồi trở lại cuộc sống ngày thường nha. Dạ, dạ, rồi em cảm ơn chị nha. Dạ, dạ. Rồi cái bình này thì người nhà người ta mất thì cũng có một anh em, số anh em thu bình rồi. Để chắc cái này chắc cho bên nhiều quá rồi mấy bạn shop. Thôi cũng tiện lợi nghe người nhà cũng đã mất thì thôi mình cũng chia buồn. Rồi sẽ tới điểm tiếp theo. Đánh cái này lấy rồi đi. Để là có người đã lấy. À lấy rồi. Xong. Giờ sẽ đi qua điểm tiếp theo nữa nghe cả nhà. Có một cái bên đường Nhân Cơ mà mình điện cũng không bắt máy, thuê bao luôn. Thì giờ mình cũng sẽ qua bên đó luôn. Điện lại một cuốc nữa coi sao. Hoặc chất là do thuê bao quá, mình điện thuê bao hoặc không ai bắt máy thì có nhiều cái lý do lắm. Là do số điện thoại không đúng, do người ta làm công việc gì đó, hay là bận không bắt máy. Thì mình có cái địa chỉ nhà thì mình đến trực tiếp nhà hỏi. Như hồi nãy em ăn tim cũng đến trực tiếp nhà, cái số nhà đó thì cô nói là cũng có điện lại, họ thông báo cho hội để lấy bình. Rồi thì hả, mang tim vô thì người ta cũng rất là vui vẻ trả bình. Thôi thì vậy là cũng quá vui rồi mọi người ơi. 0947276. Điện lòng cuốc hay coi sao. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội vào thành phố với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó. Thuê bao quý khách vừa rồi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi. Rồi vậy là mình đi qua cái địa chỉ bên đoàn Giang Bơ nữa, là xong nguyên một con đường đoàn Giang Bơ và mình sẽ đi cái đoạn đường khác nha cả nhà. Đây có Tôn Thất Thuyết rồi hả, Tôn Thất Thuyết, Tôn Đảng rất là nhiều, rồi mình sẽ đi qua di chuyển hai con đường đó. Rồi xin mời cả nhà cùng theo em nha. Giờ đã tối rồi, giờ không biết chừng nào mới xong cái sớ này đây, một sớ vậy nè. Còn cái từng lỡ rồi. Quá chị gọi luôn. Gọi cũng được nữa. Gọi được chứ không máy. Dạ thì tại nội nó không tặng đâu một phần trăm á. Dạ nên hả để bắt gọi cho bà con hết. Sợ dạ, người khác không có xài phải không? Dạ. Ơi chứ tôi cứ kêu bà xã anh chứ. Ra quá chứ thôi để người ta kẹt bình oxy rồi không có để nạp cho người ta khác nữa. Dạ rồi hả, mình khỏe cho cho chị nhận nè. Dạ. Tại chị nhận mất máy rồi, người khác nó không có. Xong rồi nó không có. Dạ rồi.
rồi thôi các anh cứ làm sao với nhau vậy nha. Rồi, rồi. Rồi. Nha. À, thôi mong gia đình cố gắng vượt qua thì nó sống tốt rồi cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch nha. Dạy à. Dạy à. Dạ 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 rồi thôi cảm ơn á. Dạ dạ. Rồi ba bình lớn luôn hả anh? Hả? Ba bình lớn luôn hả? Đúng rồi. Phải đâu luôn? Quý tâm không à? Dạ không, cái này hồi thì BDS anh. À. Quay hả? Dạ dạ, tính cái làm em. Đây, kính dầm thôi nha. Dạ, kính dầm dạ. Ba bình lớn luôn rồi cả nhà. Rồi, cảm ơn gia đình nhé. Dạ. Ủa, mà cho em hỏi gia đình người mình nó khỏe chưa? Dạ, ba em mất rồi ạ. Ờ, mất rồi hả? Dạ. Ừ. Thôi thì trước hết thì hai năm hậu thì chưa gia đình. Sao là gia đình cố gắng giữ gìn sức khỏe? Dạ, rồi. Trong cái mùa dịch ha? Dạ, em cảm ơn, cũng cảm ơn bên hội đã hỗ trợ cho em. Tụi em để giúp bà trong giai đoạn vừa qua. Dạ. Cảm ơn. Rồi, hello cả nhà. Thì giờ Mang Tim và chị Ngọc cũng đã hoàn thành chuyến đi lấy bình. Thì mọi người cũng đã thấy đi Thái Bình thì cũng có những cái tin vui, cũng có những cái tin buồn. Thái Bình thì nghe người nhà nói hết bệnh, khỏi bệnh và xét nghiệm lại âm tính thì anh em thì rất là vui. Nhưng mà có những cái trường hợp mà lấy bình rồi hả, nghe người nhà báo ngoại em mất rồi, hay ba của anh mất rồi, hay ba của chị mất rồi, hay là bà của tôi mất rồi, nói thật sự là anh em cũng hơi nghẹn lòng. Thì anh em cũng đã cố gắng hết sức để giúp hơi thở cho những người bệnh. Thì giờ chúng tùy duyên cái người nhận thôi, chứ anh em cũng không biết nói sao. Thì trong cái buồn nó có vui, thì trong 10 người thì anh em cứu giúp cũng được 6 hoặc 7 người, thì vậy cũng thật sự là cũng là niềm vui của các anh em rồi, thì không gì bằng. Thì giờ Man Team sẽ chuẩn bị xuống oxy và tắm rửa dọn dẹp để sáng mai lại tiếp tục đi phát quà cho bà con những trong khu những cái trong cái những lùm những căn nhà trọ cần thiết những cái phần quà. Thì hồi sáng Mang Tim và các anh em thì cũng đã đi phát quà với sư phụ, thì về giấc chiều thì anh em tập hợp lại rảnh rỗi để gom bình về để kiểm tra cái số lượng bình còn bao nhiêu và mất bao nhiêu để đi bơm, và vài bữa nữa đây sẽ chiến đấu tiếp tục.
Thì hôm nay chị Ngọc đi chung với em có gì nói không chị? Cũng giống như em thì nó buồn, buồn có vui có. Thì cũng biết nói gì hơn. Chỉ những cái điều buồn thì mình không có muốn thì thôi. Thì mình giúp tới đâu hay tới đó đi. Chỉ biết vậy thôi. Rồi, lời cuối mang tim chị Ngọc xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý vị khán giả các mạnh thường quân trong và ngoài nước, có một sức khỏe dồi dào để chống lại dịch bệnh. Và mọi người ơi, thì mọi người cũng đã thấy rồi, mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thật là tốt, giữ đúng nguyên tắc 5K và chỉ thị của nhà nước đưa ra để giữ tốt sức khỏe cho mình. Đầu tiên là giữ sức khỏe cho mình thật là tốt, sau đó mới cùng hợp sức lại để đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi đất nước Việt Nam ta, để hả cuộc sống bình thường của ngày nào trở lại. Trên đường lúc nào cũng nhộn nhịp xe, hả chiều khoảng 4 giờ là tới giờ cao điểm là nghe đài thông báo đoạn đường này kẹt xe, đoạn đường kia kẹt xe, rồi hả những quán ăn, quán nước, quán vỉa hè được bán lại, được hoạt động lại bình thường, thì điều đó rất là vui và may mắn cho Sài Gòn của chúng ta nói riêng và Việt Nam mình chúng ta nói chung. Thì mỗi người góp một ít sức thôi, một ít sức nhiều người góp lại sẽ thành bão, thành những cơn bão lớn để đẩy lùi dịch bệnh này nó đi ra khỏi đất nước Việt Nam ta. Thì mọi người hãy cùng chung tay nắm tay nhau thật chặt để cùng chính quyền, cùng các đội từ thiện và các anh em tình nguyện viên trong các nhóm và các y bác sĩ tuyến đầu, thật sự là các y bác sĩ tuyến đầu quá cực khổ đối với căn bệnh này rồi nha cả nhà. Hầu như là ai cũng kiệt sức nhưng mà ai cũng cố gắng hết, cố gắng đẩy lùi dịch bệnh để không còn ai phải có cái triệu chứng khó thở hay là trong những cơn nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc đó. Thì thôi, một lần nữa mang tim và chị Ngọc xin chào quý vị khán giả, hẹn quý vị khán giả những cái video sau mà nó sẽ vui và nhộn nhịp hơn chứ không phải là những tình cảnh buồn như thế này nữa. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp nhà lại những cái video sau nha. Nhưng mà cả nhà nếu mà yêu thích anh em thì nhớ đăng ký 4 kênh của Hội Thiện Nguyện VBS. 1 là Tám Sang Nhiều Chuyện, 2 là Chén Tám Sang Chén Cơm Ấm Lòng, 3 là Hội Thiện Nguyện VBS, 4 là kênh của cô Thủy Cuộc Sống Đời Thường. Thì yêu quý các anh em thì mọi người hãy đăng ký và subscribe cho anh em một like để ủng hộ tinh thần và tiếp bước trên con đường thiện nguyện nha cả nhà. Bye bye lần cuối, nãy giờ bye hoài không hết. Bye hoài không hết, mày thiệt nha.